Good morning. Ngày hôm sau của một cái ngày đi khám bệnh, khám ruột á, thì mình phải chuẩn bị một trước ngày đó. Cho nên hai ngày nay không có làm gì nhiều hết. Bây giờ thì mình có nhiều ba cái chuyện lặt vặt mình phải đi làm giải quyết. Hôm nay trời sớm sớm mình đã phải đi rồi. Giờ trước hết mình mua đồ ăn cho nhóc, xong rồi mình đi đổ xăng, rồi đi công việc linh tinh cho ông anh, rồi đi nhà băng, rồi đi chợ, rồi về. Xong đó mình sẽ nghỉ tiếp thôi, mệt vẫn còn mệt. Hôm qua thì sau hơi 24 tiếng đồng hồ nhịn đói và uống thuốc sổ thì cái trong người mình nó rất là sạch sẽ, không còn chất bẩn trong cái ruột già nữa. Cho nên khi mà đến bác sĩ thì họ sẽ khám, kết quả thì tìm ra được bốn cái hộp. Một cái hộp để mình ghép cái hình vô cho các bạn xem, thì cái hộp nó nổi lên á, thì họ cắt đi rồi họ sẽ đi bỏ vào trong phòng thí nghiệm coi coi có bị phải là cancer, tế bào ung thư không. Không có thì thôi không có gì hết, không có thì bác sĩ sẽ gọi mình. Nhưng mà 90% chắc chắn là không có chuyện gì đến nỗi đó. Bây giờ thì mình chỉ có phải recoup, nghĩa là mình phải ăn uống lại chút đỉnh cho nó có sức khỏe lại, và đi bộ tập thể dục cho nó có cái năng lực. Chứ còn tuổi già rồi mình nhịn đói hai ngày, mình thấy được hai ngày thấy sức khỏe nó mệt mỏi lắm. Mình đã làm này là ba lần, là lần thứ ba rồi. Hai lần trước mình đi qua rất là dễ dàng, nhịn ăn cũng rất là dễ, không có khó chịu, không có bị sốt ruột, không gì hết. Đến vào bác sĩ khám thì họ cái lần đầu họ cho thuốc mê mình mất ngủ luôn, không có tỉnh. Lần thứ hai cũng vậy nữa, và lần này thì họ cho thuốc mê nhẹ thôi, cho nên mình biết được hết chuyện gì xảy ra, cho nên nó hơi khó chịu chút. Cái ống nó đút vào trong cái hậu môn, mình thấy mình cảm nhận được ở trong cái ruột mình cào 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 khi họ cắt nữa, không có đau nhưng mà mình biết, mình có cảm nhận được đó. Và nhất là khi mà họ bơm cái hơi vô, trời ơi, cái bụng nó phì cứng ngắc rồi. Bác sĩ bảo mình cứ muốn xì hơi thì xì, mà chịu không nổi thì cứ xì hơi. Bác sĩ khi mà làm xong việc rồi mình về nhà rồi đó, là cả ngày luôn là cứ đánh chấm đó, trong ruột mình nó trống nó còn rất là nhiều hơi luôn, phải xì hoài. Mà nhớ mấy lần trước ông bác sĩ ông nói mình là ông có cái ông làm lúc ra, khi lúc trước khi lúc ra là ông hút hết hơi ra rồi, cho nên mình không có bị xì hơi, về là tỉnh bơ luôn, về là mình ăn liền nữa. Chẳng là còn lần này sao nó hơi rắc rối, nhất là cho nước biển vô trong người mình bắt đầu ngồi đó chờ gần ba chục phút luôn, cái nước biển là làm cho mình mắc tiểu dễ sợ luôn. Nhưng mà khi mà vào trong phòng khám thì mình cũng phải chịu thôi, để mà mắc công tại nó gắn tùm lum lá, mình không muốn kêu nó tháo ra đi mình đi tiểu. Nên vậy mọi chuyện này cũng xong rồi, bây giờ thì chỉ còn chờ kết quả nữa là phải an lòng. Nhưng mà nói thiệt, tuổi già mình không đến chuyện này đến chuyện khác, đi phải đi khám bác sĩ thường rồi. Cho nên nhiều khi mình nghĩ đi mấy ông già mà đi về Philippines, Việt Nam hưu đó, mấy ổng chắc phải có sức khỏe, hoặc hay là ổng mấy ổng tin tưởng cái healthcare ở bên Việt Nam và bên Philippines, Thái Lan dữ lắm. Chứ còn thôi mấy tuổi già không ai tránh khỏi phải đi nhà thương bác sĩ khám hoài luôn, cho nên không biết sao nữa. Có thể đi chơi tháng về đi, tháng đi 2 tháng về xong phân lại các mấy đi, nhưng mà giờ thì không đi đâu nữa. Nếu quay trên đường mua McDonald's cho con xong mình đi làm công chuyện đổ xăng, công chuyện cho ông anh, rồi
này kia kia nọ rồi xong rồi về chắc nghỉ ngơi. Bữa nay không có muốn tập cho con lái xe tại mình cũng mệt lắm, không có, để ngày mai đi. Mai hai ngày nay thì trời mát mẻ lại rồi cho nên chắc cũng dễ chịu thôi. Mình tạm chào nha các bạn. Mình quên đặt hàng trước. Ở đây mình cũng tiện lắm, có cái app của McDonald's, mình mua ra mình đặt hàng trước rồi mình đi ngang cái mình lấy thôi. Giờ này nó cũng không có mở cửa thì mình vô đây mình đặt hàng rồi cái mình đi ngang, tại nó mình có bỏ thẻ trong đây rồi cho nên nó sẽ tính tiền trong cái thẻ đó. Medium roast. Ok, coi mình có order hôm trước thì thấy cũng ok thôi, bây giờ mình mua tiếp tục thôi. Thì hiện tại bây giờ nó đóng cửa, chỉ có đi chạy ngang lấy đồ à. Cái gì vậy trời? Cái app này nó linh tinh lung tung, đụng đâu cái lẫn với lại nhảy cảm sao. Chứ chi mình đã chưa cái nhìn kỹ là nó order mẹ nó rồi. Ok, thôi đi ngang lấy đây. Welcome to McDonald's. Will you be using your mobile app today? Yes. How can I help you? Yeah, order ZT74. Second one, don't you think? Receipt. Can I get the receipt? Why not me? Oh, that's okay. Never mind. No, that's okay. Okay, hold on for your medium hot coffee. I still need the coffee? Yeah. Thank you. À, mình đưa cho con cái McDonald's cho nó ăn rồi. Đưa cái McDonald's, đưa cái đồ ăn mua đặt hàng ở từ McDonald's cho nó ăn buổi sáng. Coi như mình để cho nó làm gì làm nhà cả ngày đi, để mình lo công chuyện của mình lên tinh, với lại mình từ từ mà làm tại cũng còn mệt á. Anyway, nhìn bây giờ buổi sáng nè. Khu này là khu Việt Nam cho nên ở đây có cái góc đường nhà thờ Thiên Chúa, rất là nhiều người thứ bảy chủ nhật là người ta đi chủ nhật đi nhà thờ nhiều lắm, mà nhiều khi có lễ lộc gì đó thì họ sẽ vào đây, họ là tổ chức hội họp gì đó. Còn cái bên tay trái của mình sắp tới là có mấy cái giải nhà hàng chợ này nọ đó. Hồi xưa mình tới đây Mỹ ở năm 78-79 là cái mấy cái chợ này bắt đầu có ở đây. San Jose là cái chỗ khu này với cái khu Lion là thịnh hành lắm. Bà con Việt Nam là cuối tuần đi tới đây mua đồ ăn, đi chợ đây nè. Bây giờ có cái chợ gọi là Lee Sandwiches. Còn đây là nguyên một cái dãy toàn là quán ăn Việt Nam, rồi bán tập giải rồi lũng tinh lũng tinh. Thời mình mới qua đó là cái bán giải là rất là thịnh hành, tại vì họ chỉ cho gửi đồ về đó, gửi chừng mấy thước giải quần jean hay là cái gì đó là
Việt Nam là bán lại là được mấy cây vàng gì đó không biết nhớ. Mấy chỉ cây. Chứ còn gửi tiền đô thì phải giấu, phải giấu trong sao á, làm ngộ lắm. Mà không biết sao mà nhiều gia đình với lại nhà cũng như vậy, viết thư về là cái báo hiệu trong cái gói quà đó đã giấu tiền ở đâu phải không? Hoặc là dắt giấu một cái nhẫn vàng mấy chỉ chỗ đâu để gửi tiền Việt Nam gửi lén không, mà tại lúc đó không có cho gửi quà về Việt Nam là xé banh thùng ra hết, xét coi có cái gì cấm không, cái nào họ muốn cấm thì họ cấm, cái nào muốn lấy thì lấy. Ôi mày nói chuyện hồi thời đó cộng sản Việt Nam nó như là Bắc Hàn không bằng, bây giờ thì rất là khác hẳn rồi. Anyway, đổ xăng cái tính sao nó. Nói hồi gì xíu vô ba cái chuyện chính trị nữa mệt. À, mình đang trên đường đến nhà cũ làm công chuyện tí xíu. Thường thường mình về giặt đồ nhưng mà hôm nay thì mình không có thời giờ để giặt đồ đâu, để có thể ngày mai. Bây giờ thì mình về mình làm công chuyện chút cho ông anh rồi cái rồi mình sẽ vào chợ mua đồ rồi về nhà nghỉ ngơi thôi, mệt quá không còn sức khỏe nữa các bạn, than phiền hoài hả. Tóm lại nãy ghé chỗ bán bánh mì Đức Hương ấy, mình tính mua nước thấy người ta đứng sắp hàng nhiều quá nên thôi mình không có vô mua đặt cái ổ bánh mì ăn mà mình mua hai ổ bánh mì không với cái gỏi cuốn. Bánh mì nó mới ra lò nó thơm phức chịu hết nổi, phải mua thôi, có gì ăn chút đỉnh. À, bên tay trái mình nó có cái chợ chợ nho nhỏ nè, dùng cái bãi đậu xe nho nhỏ đó là... Lúc trước mình có quay video trong đây một lần rồi, thấy bán toàn trái cây thôi, không có gì nhỉ? Đa số trái cây. À, hôm nay trời mát mẻ là tại vì có rất nhiều mây nó che lại mặt trời nên nó bớt nóng đi, bớt nóng vài ngày cho nó đỡ khổ, cái bữa trước nóng quá. Anyway, mình làm công chuyện ngồi đó ăn miếng rồi cái về thôi. Đổ tháo cà phê tùm lum ha, lắm cọc tay chân nó rụng rề sao trời ơi là trời, ghét quá. Thì nãy mình, ôi trời, bánh mì nguội này, mới đây này. Thấy mới ra lò thơm quá mà ăn. Ăn miếng càng sốc. Cái ngày sai bị sốc ruột quá. Biết về tại mình cứ lo lắng, suy lo xa quá rồi các bạn có sốc ruột. Anyway. Định mua bánh mì thịt, thấy đứng xếp hàng đông quá. Đặt xong họ làm chắc cũng có 20 phút đến 25 phút. Ừ.
định mua cái chả lụa nhỏ, nó dài gì mà nó nhỏ vậy nè, không có, thường thường nó có, nó có cái ổ bự nè, mà ổ bự mình ăn không hết. Bao xào ăn bánh mì không, ngon quá. Hồi nhỏ ở Trung Chánh, nhà mình mé sau, nhà mình mặt tiền thì có cái tiệm ổ, gọi là gì quên ta, ổ bánh mì hay là hàng, hãng bánh mì, lò bánh mì. Thì mình chơi với thằng nhóc bạn cũng cùng lứa tuổi á, mỗi lần mà nó leo lên nhà nó thì lên nóc nhà nó xuống nhà mình được, tại nhà mình trên lầu thượng lầu, lầu thượng lầu tầng ở trên nó có cái cửa mình hay để mở lắm, cho nên tụi nó qua, nó thông qua nhà nó xuống đường xách hai ổ bánh mì mới ra lò ăn. Hai thằng lên trên nóc nhà ngồi ăn tỉnh bơ, lấy thêm cái chai xì dầu gọi là Maggi đó. Ngon quá. Anyway, ăn nửa ổ thôi, làm công chuyện rồi mình đi. Nhà sau hè có cái cây bưởi. Trái bưởi nó còn non là nhìn đẹp lắm, nhưng mà chừng vài tuần nữa cái nó nứt ra nó hư hết à. Đây có con trái nữa nè, trên nó cũng ba bốn trái nha, 5-6 trái gì đó, nhưng mà nó không có tốt là tại vì họ, một là không có ai chăm sóc á, hai nữa cái loại bưởi bên đây nó không có tốt bằng ở Việt Nam. Anyway, đi bộ chút xíu ra ngoài cho nó thoải mái tinh tâm thần. Dạ, hồi xưa mình ở khu này mình hay đi bộ buổi nhà nào. Ô nè, đầu tháng 8 bắt đầu cái bông hồng này nó nở nè, đẹp không? Vài ngày nữa nó sẽ đầy cây hết. Ở cây Noel của mình đây, lòng cũng nhớ nó quá đây. Còn cái xóm xóm nhà giàu trên núi, mấy cái nhà to dễ sợ luôn. Không biết giá trị bây giờ mấy căn nhà đó bao nhiêu nữa. Anyway, trời vẫn còn xám xịt à. Thôi mình làm hết công chuyện rồi đi, đi về nghỉ ngơi, mệt quá. Sức khỏe chưa có phục hồi lại. Trưa nay phải trả lại em mua McDonald's, mệt quá. Không có nấu ăn gì hết. Đôi lúc mình đi mua đồ thức ăn nhanh á, gặp những chiếc xe như vậy nè, nó order khoảng 3 phút chờ nó thở xong, bây giờ tới nó lấy đồ nó cũng phải chờ đó. Bây giờ cũng 3 phút rồi nó thối qua thối tiền lại tùm lum hết. Làm cái giống gì bực mình sợ. Yeah. Xong hết công việc rồi mình tính là nghỉ ngơi, mà nằm xuống nghỉ cái sự nhiên sao mà nó xót ruột quá. Chịu không nổi luôn. Cho nên mình chạy ra đây mua thuốc, ra ngoài chợ Subway mua thuốc gọi là Pepto Bismol. Xong cái thôi rồi mình đi mua McDonald's cho con nó ăn cho nó gọn luôn, làm biến nấu ăn quá. Chiều nay khỏe thì có thể nấu, không nấu hả? Không khỏe thôi để cho nó tự nó lo. Mệt. Nuôi con tới sức này là hết sức nuôi nổi nuôi rồi. Kiếm vợ bé nuôi. Nói trời chứ kiếm vợ bé take care. Vợ bé là không phải là bé thứ hai mà là vợ trẻ đó. Không? Tiếng Việt Nam mà nói vợ bé là phải đã, mình đã có vợ rồi mình mới có thêm một cô nữa là vợ bé. Còn mình không có vợ mà mình cưới vợ em trẻ trẻ gọi là vợ trẻ ha, chứ không phải vợ bé. Mình gọi là vợ bé bé. Anyway, thôi chắc mình cũng không có gì chia sẻ hôm nay. Mình chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.